Quý vị thân mến, ở clip trước thì tôi chia sẻ với quý vị về cái việc chuẩn bị để vệ sinh cho bức tranh. Và sau khi vệ sinh xong thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là sau khi vệ sinh xong thì bức hình nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Cái mặt phủ bụi đã sạch hết rồi. Và bên cạnh đó thì nó lột tả được thêm những cái sự nhẵn mịn của đường nét. Và cái thớ gỗ nó sẽ càng mịn hơn. Tổng thể của bức tranh thì sạch. Các cái đường nét thì được vệ sinh rất là mịn, đem lại cái độ bóng khi mình nhìn vào. Và các cái tai khóa thì được chúng tôi kiểm tra lại để đảm bảo được cái sự chắc chắn về về bố cục cũng như là đảm bảo an toàn. Và tổng thể của bức tranh sau khi làm xong thì tương đối là bóng sáng, lột tả được cái thần thái của bức tranh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ tranh gỗ Bùi Gia. Xin cảm ơn.